đậu phộng hay còn gọi là củ lạc, thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hộp trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1 đến 3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần, người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng, sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc. Nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì, giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phụng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phụng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ, tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Linköping, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide. Các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường,
Do vậy, đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol, chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm, vì thế cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các Sumura Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: Bước 1. Bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2. Bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3. Tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo. Đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4. Buổi sáng, sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột. Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo Phì Quốc tế nhận định những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé.
vì sức khỏe người Việt. Chỉ với vài lọ lá cây trong vườn nhà, bạn đã có thể tự chế ra bài thuốc đơn giản trị bệnh trĩ hiệu quả mà không cần uống thuốc. Theo Đông y, việc các mô trĩ hình thành là do khí huyết ứ trệ, nghĩa là máu từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch trở lại về tim. Nhưng vì khí huyết ứ trệ máu ở vùng hậu môn theo tĩnh mạch về không hết, sẽ dồn tích lại dần dần làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi. Khi đi đại tiện, đôi khi phân cọ xát vào tĩnh mạch, làm vỡ tĩnh mạch, gây nên hiện tượng đi ngòi ra máu và đến khi sa xuống tạo thành búi trĩ. Nếu chỉ phẫu thuật cắt búi trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn và không sớm thì muộn, một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Trong dân gian có rất nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm, không qua phẫu thuật, giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bạn có thể tham khảo những cách điều trị bệnh trĩ dưới đây. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý. Có thể nói, cây thiên lý là một loại thực vật dễ trồng, dễ chăm sóc trong vườn nhà bạn. Trong Đông y, chọn loại cây này là cách để trị bệnh trĩ dân gian hiệu quả. Cây thiên lý có tác dụng giải nhiệt bên trong cơ thể khi bị búi trĩ nội, chảy máu, rát hậu môn. Cách chữa trị: dùng lá thiên lý còn non khoảng 100g đã rửa sạch, muối ăn chừng 5g, một muỗng cà phê, giã lá với muối, thêm vào 30ml nước đun sôi để ấm, rồi lọc qua màng vải 2 gạt, đã tẩy trùng. Dùng hỗn hợp thấm vào bông tẩm thành bông băng, đắp bông băng lên chỗ búi trĩ lòi, ngày làm khoảng 1 lần đến 2 lần, kết hợp uống với nước lá thiên lý tươi khoảng 3 đến 4 bát một ngày. Chữa bệnh. Chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá. Loại rau này không khó tìm, có thể kết hợp trong mỗi bữa ăn. Đây là loại rau cung cấp nhiều chất xơ, một loại thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên, người mắc bệnh cần phải kiên trì ăn rau diếp cá sống hàng ngày, với số lượng nhiều mới có hiệu quả và khỏi bệnh được. Sau khi rửa rau thật sạch, tốt nhất nên ngâm với muối khoảng 5 phút, để rau nước rồi ăn sống kèm với các món ăn trong ngày. Ngoài ra, có thể nấu lá diếp cá khi nước còn nóng, ấm, dùng để ngâm, rửa hay xông cho người bệnh. Dùng bã còn lại đắp lên chỗ búi trĩ cho bệnh nhân. Bệnh trĩ sẽ khỏi hẳn nếu người bệnh kiên trì dùng rau diếp cá như một bài thuốc hữu hiệu trị bệnh trĩ từ dân gian này. Chữa bệnh trĩ bằng cây lá bỏng. Trị chứng trĩ: dùng 6g lá bỏng, 6g rau sam, rửa sạch, nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị lòi dôm và lỡ hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá sống đời đắp vào búi trĩ. Trị chứng đại tiện ra máu: lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhỏ nồi, 10g ngải cứu, xào cháy, 10g lá trắc bá, xào cháy, sắc lấy nước uống một ngày một thang. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy,
bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh, giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng sẽ giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não.
Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước dứa theo cách này, cả đời bạn không lo mắc bệnh xương khớp. Dứa chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Uống nước dứa theo cách này sẽ giúp ngừa bệnh xương khớp. Dứa là thành phần của họ dứa và là một trong những số ít cây thuộc họ có khả năng tạo quả ăn được. Thực chất, quả dứa được cấu thành từ rất nhiều hoa dứa riêng biệt, do các quả con hợp nhất lại với nhau xung quanh một lõi trung tâm, mỗi mắt dứa là một quả con. Lợi ích dinh dưỡng của dứa cũng hấp dẫn như cấu tạo của chúng. Dứa có rất nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm hỗ trợ hệ miễn dịch, đẩy mạnh sự tiêu hóa protein và làm xương khỏe hơn. Chúng thậm chí còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Ngoài những vitamin và khoáng chất liệt kê ở trên, dứa cũng chứa một lượng nhỏ vitamin B, canxi, kẽm, vitamin A và beta carotene. Lượng chất dinh dưỡng có trong dứa nguyên chất và dứa đóng hộp khác nhau. Dứa đóng hộp chứa một lượng lớn calo, 198 calo trong mỗi cốc, và đường do có siro. Nó cũng chứa ít vitamin và khoáng chất hơn. Nếu bạn thích sử dụng dứa đóng hộp, hãy cố gắng không sử dụng thêm đường hoặc tìm mua các sản phẩm dưới dạng nước ép thay vì dạng siro. Nước dứa ngừa bệnh xương khớp. Theo lương y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai, trong dứa có chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Chất sức có từ trái dứa có hiệu quả không khác gì một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên. Và lưu ý, khi thực hiện công thức dưới đây, bạn chỉ lấy phần ruột trong cùng của trái dứa. Đây là phần có chứa nhiều bromelain nhất. Nguyên liệu: dứa tươi 1 quả, cà rốt 7 củ, càng tây 4 nhánh, chanh 1 quả. Cách làm: dứa gọt vỏ, lấy cả phần ruột trong cùng của quả dứa. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, càng tây rửa sạch dưới vò nước. Cho tất cả dứa, cà rốt, càng tây và chanh vào máy ép lấy nước. Riêng chanh cho cả quả, vì phần vỏ chanh có chứa thành phần rất tốt không nên bỏ đi. Cách dùng: ngay khi xuất hiện cơn đau do xương khớp, hãy uống ngay một ly nước hỗn hợp này. Chỉ sau ít phút, cơn đau sẽ biến mất. Kiên trì thực hiện cách này 2 lần trên tuần, cơn đau viêm khớp sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã khỏi gan nhiễm mỡ chỉ với một nắm rau ngổ. Các mẹ nhà mình có ai bị gan nhiễm mỡ thì vào đây nhé. Em đã khỏi bệnh nhờ một bài thuốc cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em bị gan nhiễm mỡ đã 2 năm, điều trị qua rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em uống từ Đông y sang Tây y nhưng đều không có tác dụng. Em nghe nói bệnh này nếu không điều trị thì dễ bị biến chứng thành xơ gan, xơ giãn động mạch, suy gan, ung thư gan. Thật ra là em rất khủng hoảng trong một thời gian dài vì lo lắng vì bệnh tình của mình. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị em họ ngồi bắt vào chơi, biết em đang bị căn bệnh này thì bày cho em một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng rau ngổ, một loại rau mà nhà nào cũng có trên kệ bếp đấy ạ. Sau 1 tháng áp dụng,
Quả nhiên em thấy người khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi buồn nôn, ăn ngon miệng và da cũng đỡ vàng hơn rất nhiều. Đi xét nghiệm lại tại bệnh viện thì bác sĩ cho hay bệnh em đã giảm đi rất nhiều. Em nghe và mừng lắm các mẹ ạ. Em cũng bày cho rất nhiều người thân đang bị gan nhiễm mỡ áp dụng và thấy rất hiệu quả. Giờ em chia sẻ lên đây cho các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu thì tham khảo nhé. Rau ngổ, còn gọi là rau ôm, ngò ôm, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, là một loại cây thân mảnh mộc lan ở những nơi đất ẩm có nước. Rau ngổ được nhiều người xem như là thức ăn có tính giải độc và điều trị một số bệnh. Cách dùng rau ngổ cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: rau ngổ 100g, bạc hà 50g, nước 100ml. Cách dùng: rau ngổ và rau bạc hà rửa thật sạch rồi mang ra phơi thật khô là có thể dùng được. Bắc chảo lên bếp, cho rau ngổ và bạc hà vào, xào vàng rồi hạ thảo. Xào vàng hạ thảo là phương pháp đem rang dược liệu trên chảo tới khi dược liệu có mùi thơm, sau đó lấy một miếng vải sạch trải lên nền đất, đổ dược liệu đã xào vàng lên miếng vải trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút đến khi dược liệu nguội rồi đem sử dụng. Sau đó sắc cùng 100ml nước uống liên tục vào buổi tối sau khi ăn no. Uống liền một tháng sẽ thấy hiệu quả. Theo đông y, rau ngổ có tinh mát, vị chua, cay, mùi thơm, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, giải độc do ngộ độc thức ăn, làm giãn cơ ruột, giãn mạch, tăng lọc ở cầu thận nên dùng để trị sỏi thận rất tốt. Ngoài ra, rau ngổ được dùng để trị tê tay, tê chân, trị rắn cắn. Rau ngổ trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Cách trị bệnh này với cây rau ngổ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 5 đến 30g rau ngổ tươi, rửa sạch, rất kỹ lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Rau ngổ trị sỏi thận. Với các bệnh nhân mắc chứng sỏi thận, lấy 50 đến 100g rau ngổ tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt uống trong ngày. Cũng có thể lấy một nắm rau ngổ giã nhỏ, pha với ít nước và vài hạt muối chia uống 2 lần sáng chiều trong ngày. Uống liền trong 7 ngày để hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh hay tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi khử độc, lấy 15 đến 20g rau ngổ tươi, 25g kiến cò đem giã nát, thêm vào 20 đến 30ml rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng vết thương lại. Cũng có thể lấy 20 đến 40g rau ngổ khô, xào vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 lần liều. Lưu ý, khi uống hết một liệu trình, các mẹ nên xem kết quả như thế nào, có nên uống tiếp hay không nhé, vì tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có tác dụng khác nhau đấy ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây núc nát, tên khoa học là Aculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây núc nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây núc nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamine, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa,
và chất đắng kết tinh arugulin, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống. Hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, ỉa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ nút nát lượng 9-15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây nút nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí ức kết. Vỏ cây nút nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây nút nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mảng ngứa: vỏ cây nút nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây nút nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây nút nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây nút nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, bắp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây nút nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần,
dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý, người mắc chứng ư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng là một loại cây thân gỗ lớn, sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ trăm bầu. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng chứa một số flavonoid, chẳng hạn camphorol hay quercetin, cũng như các chất tannin như punicalin, bunicalogin, các chất saponin và phytosterol. Do chứa nhiều hóa chất, nên lá và vỏ thân cây bàng còn được sử dụng trong nhiều nền y học cổ truyền khác nhau và một số mục đích như chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi, chữa tê thớp và lì, trị ghẻ, trị sâu quản và sắc đậm, ngậm trị sâu răng. Ngoài ra có thể dùng búp tươi xào nóng để đắp và chườm nơi đau nhức. Đặc biệt, nhựa lá non trộn với dầu hạt bông và nấu chín là một thứ thuốc để chữa bệnh hủi. Hạt nấu chín uống dùng chữa đi cầu ra máu. Riêng lá dùng ngòi không kể liều lượng. Chữa cảm sốt. Lấy 15g lá bàng rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với 10g kinh giới khô, 12g bạc hà khô, 10g vỏ quýt khô. Sau đó đem sắc lấy nước uống. Chỉ uống một lần khi nước còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Chứng cảm sốt kèm theo nhức đầu. Lấy 15g lá bàng khô, 5g lá hắc hương, 10g vỏ quýt, 3 lát gừng tươi rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 15 phút và uống ngay khi nước còn nóng. Chữa viêm loét. Lấy lá non hoặc bánh tẻ. Lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt, không dùng lá già. Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ, trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần một nắm to. Cho lá bàng vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ. Khoảng nửa giờ cho các chất trong lá bàng ra hết vào nước. Đợi chờ nước ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tiên dược giúp thọ trăm tuổi, cả đời không bị ung thư mà ít ai biết rõ. Khoai môn tốt cho sức khỏe, phòng tránh và ngăn ngừa ung thư. Trong cuốn sách sổ tay sử dụng các món ăn phòng chống ung thư, ghi chép rằng khoai môn chữa bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư gan, ung thư hạch bạch tuyết, mỗi ngày dùng 15 đến 30 g nấu chín rồi ăn. Trường hợp bệnh nhân mắc các loại bệnh ung thư khác nhau, với các loại hạch bạch huyết, hạt di căn nên ăn khoai môn với một lượng thích hợp để kiểm soát và khống chế sự di căn của các hạch bạch huyết. Trong nghiên cứu của y học Trung Quốc cho rằng, khoai môn có thể hỗ trợ điều trị bệnh ruột kết, dạ dày, ruột rộng, táo bón, giải độc, bổ thận, làm tiêu xương và đau, làm giảm tắc nghẽn dạ dày và lá lết, thông hoạt khí, đờm và các triệu chứng khác. Do giá trị dinh dưỡng phong phú, có thể tăng cường chức năng miễn dịch, phòng ngừa và điều trị các bệnh ung thư, được sử dụng như là một thực phẩm chủ yếu. Khoai môn có vai trò lớn trong điều trị hỗ trợ trong phẫu thuật ung thư hoặc xạ trị sau phẫu thuật, hóa trị liệu và phục hồi chức năng, điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu. Một bát nhỏ khoai môn có chứa khoảng 40mg chất magie. Đây là chất cần thiết cho sức khỏe của xương và chức năng của hệ thần kinh cũng như hệ miễn dịch. Nó cũng giúp huyết áp trong máu bình thường, đồng thời điều tiết lượng đường trong máu. Chất magie trong củ khoai môn cũng giúp bạn giảm được chứng chuột rút ở chân, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Một người mỗi ngày cần khoảng 310mg magie. Chữa bệnh đái tháo đường. Đối với người bị đái tháo đường, thường phải kiêng cữ rất nhiều trong ăn uống, thì khoai môn lại là một lựa chọn thích hợp. Tuy chứa nhiều tinh bột, nhưng lượng đường có trong khoai môn lại thấp, nên khi dùng ở mức vừa phải,
người bị bệnh đái tháo đường không sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, trong khoai môn còn có rất nhiều vitamin A, vốn rất tốt trong việc ổn định nồng độ đường trong máu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ mần trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ mần trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ mần trầu hay mần trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ mần trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ mần trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia hai lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ mần trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực. Ngày sắc 12 đến 16g khô trong 300ml nước uống 2 đến 3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ từ lưỡi, lấy cỏ mần trầu tươi 120g rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ mần trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày. Có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đái dầm lấy 20g cỏ mần trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ mần trầu với mồ kết đun lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ mần trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê. Cỏ mần trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Mần trầu cũng một vị thuốc trong toa thuốc căn bản. Cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mực 8g, cam thảo đất 8g, cá đầu ngựa 8g, mần trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của mần trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da. Cỏ mần trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mẩn ngứa. Lấy cỏ mần trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống ngày 2 đến 3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít. Mần trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng
cỏ mần trầu, cây muống trầu, rễ cỏ chanh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mượt, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm. Bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập 1 lóng ngón tay, còn 1 bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ mần trầu, cây mùn trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ chanh, cỏ mượt, rau má, cây ké, mỗi thứ 1 nắm, ngải cứu 10 lá, củ sả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt 1 vỏ. Vỏ quýt 1 vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.